Review son dưỡng Kame. Là con gái, hầu như ai cũng sẽ sở hữu cho mình một thỏi son dưỡng để bảo vệ đôi môi của mình đúng không nào? Có đa dạng các loại son dưỡng khác nhau từ tầm giá bình dân cho đến cao cấp đến từ các thương hiệu Hàn, Nhật, của Mỹ khác nhau tùy vào nhu cầu của chị em. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu một em son dưỡng chất lượng siêu xịn, son dưỡng Kame. Về thương hiệu Kame, Kame là một thương hiệu mỹ phẩm bình dân của Mỹ. Nhãn hàng này có mặt trên thị trường từ những năm 1930, là cái tên có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực làm đẹp. Kame nhận được nhiều sự ưu ái và tin dùng của khách hàng bởi chất lượng tốt, an toàn, giá cả lại khá hạt rẻ. Đa phần, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm của Kame ở các siêu thị gia đình khác nhau ở nước Mỹ. Một trong những sản phẩm có thể coi là làm nên tên tuổi của thương hiệu này chính là son dưỡng môi Kame Mexicate Lip Balm. Đây là dòng son chống nắng đang rất thịnh hành trên thị trường. Thương hiệu này trước đây chưa thực sự phổ biến tại Việt Nam, nhưng hiện nay đã dần dần được biết đến nhiều hơn. Phân loại son dưỡng môi Kame, son có tới 3 dạng khác nhau phù, tùy vào nhu cầu cá nhân riêng. Dạng thỏi, không có nhiều đặc biệt, giống như nhiều loại son dưỡng khác trên thị trường, Kame có nắp đậy nhựa, xoay vặn ở chân son lên khi dùng. Tuy nhiên, thỏi son có trọng lượng khá là nhẹ và dễ bị làm rơi nát, đôi khi phần vặn dễ bị kẹt khi xoay. Nếu bạn sử dụng thỏi son dưỡng này lâu dài, dạng hũ vẫn là thiết kế vỏ nhựa hình tròn với nắp xoay. Dạng hũ có dung tích khá là lớn nên bạn sẽ sử dụng được trong thời gian dài. Tuy nhiên, điểm bất tiện nhất ở son dưỡng dạng hũ giống như này là bạn phải lấy bằng tay nên dễ bị bôi bẩn ra quần áo hoặc các bộ phận khác mà không được vệ sinh khi dùng trong một thời gian lâu dài. Dạng tuyếp làm bằng nhựa dẻo và được đánh giá là tiện lợi và dễ dùng nhất. Dạng tuyếp cũng là dạng được bán chạy nhất của son dưỡng Kame. Cả ba dạng trên thì bạn đều có thể mua lẻ hoặc mua theo set 3 món để sử dụng lâu dài, tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài ra, son dưỡng Kame cũng rất đa dạng ở mùi hương. Có tới 4 mùi cho bạn lựa chọn, hồng mùi, hương dâu, hương cherry, bạc hà rất thu hút. Bao bì. Son dưỡng Kame có bao bì màu vàng đơn giản, in chữ Kame to màu đỏ, cùng hình minh họa các mùi hương để dễ phân biệt. Phần nắp màu đỏ tươi, nhìn tổng thể thiết kế khá đơn giản, thể hiện đúng tầm giá phân khúc mà khách hàng hướng tới. Thành phần. Nhìn chung dù là dạng gì, thì chất son bên trong đều có thành phần giống nhau. Chất son đặc trong, có màu vàng nhạt và rất là mịn. Ta có thể thấy được vài điểm nổi bật trong thành phần. Camphor là chiết xuất tinh dầu long não giúp đôi môi mềm mại, nuôi dưỡng từ sâu bên trong các tế bào. Lanolin là mỡ cừu cũng có chức năng làm mềm môi, giúp môi không bị khô. Salicylic acid có tác dụng tốt giúp tẩy tế bào chết, những vệt gợn cho môi có bề mặt mịn màng. Vitamin E cung cấp một độ ẩm cao, giúp môi hồng tự nhiên. Ngoài ra, son dưỡng này còn có chỉ số chống nắng SPF 15, một trong những loại son dưỡng có chỉ số chống nắng cho người dùng. Thành phần lành tính nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không lo gặp phải trường hợp kích ứng hay nổi mụn nước ở trên môi. Điểm nổi bật, son dưỡng Kame có khả năng dưỡng môi cực đỉnh. Nhiều người phải thừa nhận khả năng dưỡng môi của em này không thua kém gì những dòng son dưỡng đắt tiền khác, thậm chí có thể là hiệu quả hơn nếu bạn dùng hợp. Son dưỡng cung cấp độ ẩm nhất định giúp môi luôn trong trạng thái mềm mại, tránh hiện tượng môi khô nứt nẻ trong những ngày thời tiết hanh khô hoặc những bạn ngồi điều hòa cả ngày. Môi sẽ hạn chế được tình trạng có tế bào chết lợn cợn trên môi hay bị bong ra một cách bất thường. Son dưỡng có chỉ số chống nắng sẽ giúp bảo vệ môi khỏi các tia UV có hại, giúp cho đôi môi giữ được vẻ hồng hào và tự nhiên của mình. Giá thành của son dưỡng khá bình dân, rất phù hợp đối với những bạn đang còn là học sinh và sinh viên. Điểm trừ, chất dưỡng hơi dày nên bạn nên thoa son dưỡng này vào trước khi đi ngủ. Bạn có thể mua son dưỡng Kame tại link dưới phần mô tả nhé. Review.